Xin chào, tên tôi là Thùy Dung, tôi đến từ Việt Nam. Tôi bắt đầu tham gia gaming Facebook từ tháng 6. Tôi có thể nhận thấy rằng Facebook là một mạng xã hội lớn nhất ở không chỉ ở thế giới mà ngay cả Việt Nam nó cũng là mạng xã hội lớn nhất. Họ hiểu đến tính cách, hiểu đến văn hóa của từng quốc gia. Facebook Gaming sẽ giúp cho các bạn phát triển một cộng đồng thực sự lớn mạnh hơn nữa. Và ngoài ra sẽ mang đến cho các bạn những nguồn thu nhập đáng mơ ước. Bên cạnh đó sẽ giúp cho các bạn kết nối, gắn kết giữa các quốc gia khác nhau và sẽ giúp cho các bạn học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm để phát triển bản thân mình hơn.